Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các em. Như vậy thầy trò mình đã cùng nhau đi qua hết một cái chương đầu tiên trong phần vật lý 11, không nhỉ? Chương về điện tích và điện trường. Ngày hôm nay thầy trò mình sẽ cùng nhau bước sang chương số 2, chương về dòng điện không đổi, không nhỉ? Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nội dung của bài đầu tiên, dòng điện không đổi, nguồn điện, đúng không nhỉ? Và nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm các phần chính như sau. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về dòng điện, đúng không? Cái phần này thực ra là nhắc lại chứ không phải là phần học tìm hiểu mới. Tại vì sao? Tại vì các bạn đã học rồi ở trong phần phần cấp 2 trung học cơ sở, các em đã học rồi, đúng không nhỉ? Tiếp theo là các bạn tìm hiểu về nguồn điện, đúng không? Hiểu nguồn điện là cái gì, tác dụng thế nào và các công thức liên quan, đúng không? Cuối cùng thầy cho mình sẽ cùng nhau luyện tập một số bài tập, đúng không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần đầu tiên, dòng điện. Rồi, thế thì cái phần dòng điện này các bạn đã học rồi, đúng không? Hôm nay thầy nhắc lại. Thế không biết ở đây bao nhiêu bạn còn nhớ về dòng điện đâu nhỉ? Thì chúng ta nhớ lại này. Dòng điện là dòng, đầu tiên là gì nhỉ? Nghĩ lại nhá, nhắc lại nhá. Dòng điện là dòng những điện tích chuyển động có hướng, đúng không nhỉ? Đó, là thứ nhất. Là dòng những điện tích chuyển động có hướng. Dòng những chuyển tích, điện tích chuyển động có hướng thì điện tích này thì có thể là điện tích dương hoặc điện tích âm, không nhỉ? Đều được. Cứ điện tích mà chuyển động có hướng thì đều gọi là dòng điện cả, không nhỉ? Thế thì muốn có dòng điện thì các bạn phải biết, nhớ cho thầy một cái điều kiện là gì? Muốn có dòng điện thì phải ở đó phải có gì? Phải có điện trường, đúng không? Điện trường là cái gì thì các bạn học buổi hôm trước rồi, tuần trước, phần chương trước rồi, đúng không? Đó. Phải có điện trường thì mới có dòng điện được, đâu nhỉ? Đó. Và nhắc lại sâu hơn một chút nữa về cái chiều của dòng điện như thế nào, đúng không nhỉ? Thì thầy nhắc lại nhé, ở đây bạn nào các bạn có thể ghi nhanh xuống là gì? Chiều của dòng điện là chiều của các điện tích dương, đúng không nhỉ? Thì điện tích dương các bạn biết rồi đúng không? Điện tích dương, ví dụ như thầy có một cái sợi dây như này, đúng không nhỉ? Các điện tích dương nó chuyển động từ chiều âm đến chiều dương hay chiều dương đến chiều âm? Ví dụ như bên này là chiều dương đi, đúng không? Thì giả sử bên này là chiều dương, còn bên này là chiều âm. Đó. Thì sao? Thì các cái điện tích dương này nó sẽ chuyển động từ chiều dương sang chiều âm, đúng không? Tức là đây chính là chiều của dòng điện, đúng không nhỉ? Nó ngược lại với chiều chuyển động của các electron hay là các điện tích âm, đúng không? Điện tích âm thì bao giờ chuyển động từ chiều âm sang chiều dương, đúng không? Thì chiều dòng điện nó sẽ ngược với chiều chuyển động của các electron, đúng không? Đó. Thì cái này các bạn đã học rồi và nó đã định nghĩa rồi, thầy sẽ nhắc lại một chút thôi. Đó. Thế thì khi mà có cái khái niệm về dòng điện, đúng không? Hiểu được dòng điện là những dòng chuyển động có hướng, đúng không nhỉ? Tức là luôn luôn từ chiều dương là chiều âm. Thì người ta sẽ tìm hiểu thêm một vấn đề nữa là cái dòng điện này nó mạnh hay nhẹ, đúng không nhỉ? Có khả năng lớn không? Qua cái thông số nào? Thì cụ thể đó chính là cái dòng thông số về cường độ điện trường, đúng không nhỉ? Đấy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái con cái tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cường độ điện trường. Đây là sao? Thì cường độ điện trường này nó đặc trưng cho khả năng mạnh hay yếu của dòng điện. Thế thì mạnh hay yếu ở đây nó thông qua con số nào? Thì ở đây đối với một cái mạch điện bất kỳ thì người ta coi như này. Giả sử cái tiết diện của cái dây hay là của cái thanh kim loại mà dòng điện đi qua ấy là S, đúng không nhỉ? Đây, ví dụ như tiết diện đây, đúng không nhỉ? Đây là một cái ống nhá, các bạn hình dung đây một cái ống nhá. Đây, cái ống thầy vẽ cái mặt cắt của nó như này. Đó, ví dụ như này. Đó, thầy trích ra đây. Dạ. Thì cái diện tích này có diện tích là S. Đúng không nhỉ? Thì cường độ dòng điện được tính bằng cái gì? Đúng không? Cường độ dòng điện đây của thầy được ký hiệu là chữ Y. Đúng không nhỉ? Và bằng delta Q chia cho delta T. Tức là gì? Tức là ở đây delta Q là gì đây? Là một lượng điện tích ở đó.
lượng điện tích đi qua tiết diện S trong một khoảng thời gian delta t. Đó, được nhỉ? Khoảng thời gian delta t y bằng dq chia cho dt. Đó. Thế cái này thì nó hơi mông lung một chút. Đúng không nhỉ? Nhiều bạn không hiểu delta ở đây ý là gì. Thì cái delta ở đây ý là gì ấy? Nó xét trong một khoảng thời gian rất nhỏ. Thì một cái lượng nhỏ điện tích này sẽ đi qua một khoảng thời gian rất nhỏ ở delta t. Được chưa? Đó. Cái này thì các bạn học cái phần tích phân và đạo hàm thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Đúng không? Đó. Khi mà có cường độ điện trường rồi thì người ta lại tiếp tục tìm hiểu thêm về một thứ nữa gọi là dòng điện không đổi. Được không nhỉ? Thì chúng ta lại làm sao tiếp theo? Dòng điện không đổi. Thì cái này như thế nào? Dòng điện không đổi là cái gì? Đúng không? Thì rất nhiều bạn nhầm. Đúng không? Nghe cái cụm từ dòng điện không đổi thì các bạn quy đồng luôn nó chính là dòng điện một chiều. Đúng không? Thế thì câu trả lời là sai. Dòng điện không đổi và dòng điện một chiều khác nhau. Khác nhau như thế nào? Thế bạn chú ý đây. Dòng điện không đổi đầu tiên nó là phải một dòng điện có chiều không đổi đã. Thì công cộng đầu tiên phải là một dòng điện có chiều không đổi. Theo thời gian, đúng không nhỉ? Được chưa? Và cái không đổi thứ hai là cường độ không đổi. Cường độ cũng không đổi theo thời gian luôn. Đúng không nhỉ? Đó. Tức là trong cả quá trình đấy thì cái lượng điện tích đi qua trong đi qua một tiết diện trong khoảng thời gian dt là luôn luôn bằng nhau. Thì gọi là cường độ dòng điện không đổi. Đúng không nhỉ? Đó. Thế còn cái câu hỏi nãy thì hỏi là dòng điện một chiều thì nó là cái gì? Thì câu trả lời là gì? Dòng điện một chiều là cái dòng điện mà có chiều không đổi theo thời gian và nó chỉ có ý bên trên thôi mà không có ý bên dưới. Đúng không nhỉ? Tức là dòng điện một chiều thì có thể cường độ nó vẫn thay đổi bình thường. Đúng không? Đó. Do đó các bạn phải chú ý nhé, câu hỏi trắc nghiệm nếu như mà đi thi sau năm sau các bạn đi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, đúng không nhỉ? Thì sẽ có những câu hỏi kiểu như thế này đánh lừa mình, đúng không? Dòng điện không đổi và dòng điện một chiều nó có tính chất nào? Đó thì các bạn cần chú ý nhá. Tiếp theo này, nếu như cái dòng điện không đổi mình đang xét này thì cái cường độ của nó sẽ được tính như thế nào? Thì nó cũng xuất phát từ công thức này thôi, nó xuất phát từ công thức y bằng delta q trên delta t thôi, nhưng nó lại bằng thêm một thứ y ở đây của thầy, cường độ y này sẽ bằng q chia cho t. Được chưa? Thế thì về mặt hình thức ấy thì nó rất giống nhau, nhưng nó khác nhau, nó thể hiện ở mặt ý nghĩa vật lý. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là cái dòng điện này y này ở tại mọi thời điểm nó luôn bằng nhau, đúng không? Luôn bằng nhau nên y này nó có thể xét ở một khoảng thời gian bất kỳ nào đó cũng được, không nhất thiết là phải xét một khoảng thời gian rất nhỏ nữa. Tại vì ở đây chúng ta phải xét một khoảng thời gian rất nhỏ, vì sao? Vì trong những khoảng thời gian rất nhỏ khác nhau thì cái này nó khác nhau, đúng không? dq trên dt này nó khác nhau, nhưng ở đây dòng điện không đổi nên trong khoảng thời gian nào thì nó cũng bằng nhau, nên chúng ta có thể có được quyền viết là viết thẳng bằng q trên t. Được chưa? Đó. Và khi còn đơn vị ở đây, đơn vị của cường độ dòng điện là gì? Thì đây đơn vị này các bạn có thể viết ngay, đúng không nhỉ? Q đơn vị là coulomb, đúng không? T là tính bằng thời gian, tức là giây, đúng không? C trên giây, C trên S thì bằng gì đây? 1 C trên 1 S thì bằng 1 ampere. Ampere là cái đơn vị mà người ta hay sử dụng để tính cường độ dòng điện, đúng không? Còn bản chất của nó thì bằng 1 coulomb trên 1 giây. Được không nhỉ? Đó. Đây chính là những cái công thức quan trọng để tính được cường độ dòng điện không đổi theo thời gian. Được không nhỉ? Bây giờ thầy cho mình sẽ cùng nhau vào phần tiếp theo tìm hiểu xem nguồn điện là cái gì. Chúng ta sẽ vào phần thứ hai, nguồn điện. Thế thì các bạn chú ý này. Ở đây thầy sẽ vẽ minh họa mấy nguồn điện như thế này. Mấy nguồn điện thì nó vẽ minh họa đơn giản nó bằng cái to một chút nhá. Đây,
cái nguồn điện của thầy đây, đúng không? Nó có một cực âm, và một cực dương, đúng không nhỉ? Thế thì cái hỏi này, nguồn điện này sinh ra để làm gì? Thế thì các bạn chú ý đây này, muốn có dòng điện thì nó phải luôn luôn có một cái thứ gì đó nó duy trì điện trường, đúng không? Muốn có dòng điện thì phải có điện trường, đúng không nhỉ? Muốn có điện trường thì phải có hiệu điện thế, đúng không? Muốn có điện trường thì phải có hiệu điện thế. Mà muốn có hiệu điện thế thì làm thế nào để phải có hiệu điện thế, đúng không? Tức là chúng ta phải duy trì điện thế đó. Hiệu điện thế đó thì các bạn phải có nguồn điện, đúng không nhỉ? Như vậy cái nguồn điện mục đích nó sinh ra để duy trì hiệu điện thế, đúng không nhỉ? Đúng không? Tác dụng của nó là gì anh? Nguồn điện có khả năng duy trì hiệu điện thế. Đúng nhỉ? Thế khả năng duy trì hiện thế này nó thể hiện như thế nào? Thì các em biết rồi đúng không? Cái nguồn điện này thông thường nó sẽ nối với các vật, đúng không? Nối một cái gì đó ở đây, ví dụ như một cái điện trở nào đó ở đây. Được chưa? Tóm lại là có một cái sự kết nối giữa nguồn âm và nguồn dương. Theo thứ nhất là theo ở đây là giữa đây là nguồn điện rồi. Thứ hai là bên ngoài nó có nguồn điện, đúng không? Đó. Thế thì cái nguồn điện này có khả năng duy trì hiện thế. Thế thì duy trì hiện thế như thế nào? Thì các bạn biết rồi, đúng không nhỉ? Bao giờ còn thế? Cái bản cực dương này này, bản thân của nó là gì? Là thiếu electron, đúng không? Cái này là thiếu electron, thiếu e. Còn bên này là gì? Thừa e, đúng không? Thừa e, đúng không nhỉ? Thiếu e thì nó phải dương, đúng không? Để tích dương, còn thiếu thừa e thì không. Thế nhưng, các bạn cũng biết là gì? Điện tích của thầy là gì? Bao giờ đấy, vừa học điện trường dòng điện xong, đúng không? Dòng điện là dòng gì đấy? Dịch chuyển của các điện tích dương, hay nói khác là ngược với dòng chuyển của các điện tích âm, đúng không? Điện tích dương thì bây giờ nó chuyển động từ chiều dương sang chiều âm, tức là gì? Electron từ bên này electron dương, đúng không? Nó sẽ chuyển động vòng sang bên này để nó bù cho ông cực âm. Ngược lại cái ông cực âm này thì sao? Ông lại chuyển electron chuyển cái điện tích âm này vòng từ bên này sang bên này để bù cho ông này, đúng không? Như vậy các bạn có hình dung ra không? Một lúc sau thì sao? Thì hai anh chàng này nó sẽ cân bằng nhau về điện tích mất, đúng không nhỉ? Nếu mà lực cứ lý thuyết như thế thì nó sẽ cân bằng nhau về điện tích. Tức là gì? Chuyển một lúc thì hai ông này bằng nhau mất rồi, đúng không nhỉ? Thế thì như vậy thì lúc ấy có phải là nguồn điện cứ dùng được một lúc là nó ngắt không? Câu trả lời là gì? Là không, đúng không nhỉ? Không. Vì sao? Vì cái nguồn điện này người ta chế tạo ra để làm gì? Để có một cái lực lạ ở trong đó. Tức là gì? Luôn luôn tạo ra sự chênh lệch về điện tích ở trong hai cái đoạn này. Đây à? Bình thường thì điện tích dương nó sẽ làm cho chuyển từ động từ bên dương sang bên đông. Nhưng ở đây nó gọi là một cái lực, gọi là lực lạ, đúng không nhỉ? Cái lực lạ này thì như thế nào? Thì nó có khả năng là làm gì? Chuyển các định tiết dương từ chiều âm về chiều dương, đúng không nhỉ? Đó. Đúng không? Còn bên này là gì? Các điện tích âm thì lại về chiều âm. Được chưa? Thì cái này, lực đặc biệt này, nó hơi kỳ lạ và nó hơi ngược đời này, thì người ta gọi một cái chữ gọi là lực lạ. Đó, gọi là lực lạ. Đúng không nhỉ? Và cái lực lạ này sinh ra do cái cấu tạo của cái pin hay một cái nguồn điện, đúng không nhỉ? Chúng ta biết thừa là đấy là cái khả năng hóa học hay khả năng gì đó. Thì thầy không đi sâu vào cái đó. Được chưa? Nhưng nó sinh ra là bởi nó có cái tính chất là do lực lạ này. Đúng không nhỉ? Đó. Như vậy là gì đây? Ở bên ngoài, điện tích dương sẽ được chuyển sang bên này để nó cân bằng. Nhưng ở bên trong thì sao? Thì điện tích dương lại từ bên này chuyển sang bên này. Như vậy thì cái điện tích của hai này nó luôn có sự chênh lệch. Có sự chênh lệch như vậy thì sẽ có hiệu điện thế, đúng không nhỉ? Và nó đảm bảo là cái sự chênh lệch này nó sẽ không đổi theo thời gian. Như thế người ta định nghĩa cái cụm như thế này để gọi là nguồn điện. Được chưa? Đó. Và như vậy là chúng ta hiểu về nguồn điện và lực lạ. Đúng không? Đó. Thế thì câu hỏi tiếp theo này, cái lực lạ các bạn hiểu rồi, nó đặc biệt như thế. Và lực lạ này đảm bảo các bạn một điều, không biết nó là cái gì, chưa biết nó là lực hóa hay lực gì chưa biết, nhưng đảm bảo nó khác với lực điện, đúng không nhỉ? Vì lực điện thì nó phải là cái đảm bảo cái bên ngoài này, đúng không? Tức là gì? Dương
thì phải điện tích dương là phải đi từ dương về âm, nhưng ở đây cái lực nại, cái lực đời thì nó chắc chắn nó phải khác một điện, được chưa? Còn nó lực cụ thể lực gì thì trong từng cái nguồn điện khác nhau nó sẽ hơi khác nhau một chút, đúng không? Tiếp theo, khi mà hiểu được bản chất của cái nguồn điện rồi, đúng không, mục đích của nó là để duy trì điện thế, hiệu điện thế, được chưa? Thì cái độ khả năng mạnh, khả năng sinh cơ, khả năng lớn hay nhỏ của nó, đúng không nhỉ, mạnh hay yếu của nó được đong đếm bằng cái gì? Thì đây thầy tiếp tục cho bạn một cái từ gọi là từ xuất điện động, đúng không nhỉ? Đó, xuất điện động thì bằng cái gì? Thì đơn giản cái xuất điện động này thầy sẽ nói luôn cái công thức của nó. E sẽ bằng A chia cho Q, được chưa? A là cái gì? A đây là gì? Công của cái lực lại này, công của cái lực lại này. Còn Q là cái gì đây? Q ở đây là điện tích, điện tích do cái anh lực lạ này anh thực hiện, đúng không nhỉ? Ở đây ví dụ điện tích âm hoặc điện tích dương do công, do cái lực lạ này thực hiện, đó, đúng không nhỉ? Thì đây chính là công thức tính xuất điện động của một nguồn điện, được chưa nhỉ? Đó. Thế bây giờ thì cho mình sẽ áp dụng những kiến thức này để giải quyết một số cái bài tập cụ thể. Ok, thì cho mình sẽ cùng nhau vào cái ví dụ đầu tiên, đúng không nhỉ? Một điện lượng 6,0 milli-coulomb, đúng không nhỉ? Dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn trong khoảng thời gian là 2 giây, được chưa? Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này, được nhỉ? Thế bài này thực ra là bài cơ bản, chỉ áp dụng công thức thôi, không nhỉ? Chúng ta có gì đây? Cái điện lượng này, đúng không nhỉ? Thì đây chính là delta Q. Điện lượng bằng cái gì đây? Bằng 6 nhân với 10 mũ. Đây, 6 milli coulomb bằng 6 nhân với 10 mũ trừ 3 coulomb, được chưa? Delta trong khoảng thời gian delta T bằng 2 giây, bằng 2, đúng không? Thế đây các bạn suy ra đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Cường độ dòng điện có gì đây? Chúng ta có Y bằng delta Q chia cho delta T. Bằng gì đây? Bằng 6 nhân với 10 mũ trừ 3. Đúng không nhỉ? Và bằng bao nhiêu đây? Chia cho 2. Và bằng 3 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa? Ở đây đơn vị là gì? Ampere. Đúng không nhỉ? Đó, như vậy Y bằng 3 nhân 10 mũ trừ 3 ampere. Được không? Đây là bài tương đối cơ bản thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Một cái ví dụ tiếp theo. Trong khoảng thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6A, đó nhỉ? Y bằng 6A. Tiếp theo, khoảng thời gian đóng công tắc là 0,5 giây. Vậy thì ta có delta T bằng 0,5. Hỏi tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ của tủ lạnh, đúng không nhỉ? Thì câu hỏi là gì? Điện lượng tức là delta Q, đúng không nhỉ? Vậy suy ra điện lượng là gì đây? Delta Q thì sẽ bằng Y nhân với delta T, đúng không? Chúng ta vừa có gì đây? Y thì bằng delta Q chia delta T, đúng không? Thì ra delta Q sẽ bằng Y nhân delta T, rất đơn giản rồi. Suy ra delta Q sẽ bằng gì đây? Y bằng 6 nhân với delta T bằng mấy? Bằng 0,5, đúng không? Và bằng 3, đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta có gì? Delta Q đây sẽ bằng 3 và đơn vị ở đây sẽ bằng coulomb, được chưa? Đó. Như vậy là thầy trò mình đã quyết xong ví dụ số 2. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết cái ví dụ cuối cùng, ví dụ số 3. Ví dụ cuối cùng, xuất điện động của một pin là 1,5V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích cộng 2 coulomb từ cực âm sang cực dương bên trong nguồn điện, đúng không nhỉ? Thì cái bài này thì vừa giảng rồi, pin bản thân nó cũng là một cái nguồn điện thôi, đúng không? Do đó ở đây chúng ta chú ý ở đây cái xuất điện động, đúng không nhỉ? Thì rất nhiều bạn thấy xuất điện động 1,5V
và trên cái pin nó ghi là 1,5V thì rất nhiều bạn lấy cái phone kế đo pin, đo hiệu điện theo pin thì không bao giờ thấy được rằng nó hiện ra số 1,5, bao giờ nó có nhỏ hơn. Tại vì sao? Tại vì đấy là hiệu điện thế, đúng không? Còn suất điện động là khác, nó phải lớn hơn hiệu điện thế. Cụ thể hơn nữa thì hôm sau chúng ta học bài định luật ôm trong toàn mạch thì các bạn sẽ hiểu tại sao suất điện động lại khác hiệu điện thế. Đó, nó chỉ cùng đơn vị với hiệu điện thế thôi, đúng không? Chứ nó khác về bản chất. Đó. Còn quay lại bài toán này, giải quyết bài toán này như thế nào? Chúng ta có gì đây? Tính công lực lạ, đúng không? Vậy chúng ta có này, suất điện động bằng gì đấy? Bằng 1,5V, đúng không? Công của lực lạ trong chuyển khi dịch chuyển điện tích Q sẽ bằng cộng 2, được chưa? Đó, vậy thì suy ra công của lực lạ là gì đây? Công lực lạ là ký hiệu bằng chữ A, đúng không? Công thì chữ A. A thì sẽ bằng gì đây? A thì sẽ bằng epsilon nhân với Q, đúng không nhỉ? Các bạn vừa biết rồi, đúng không? Epsilon không phải epsilon, là E. E sẽ bằng gì? A chia Q, đúng không? Vậy suy ra ở đây chúng ta có A sẽ bằng cái này, và sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng 1,5 nhân với 1,5 nhân với 2, đúng không nhỉ? Và sẽ bằng 3, đúng không? Vậy công lực lạ ở đây sẽ bằng 3, và đơn vị là gì? Joule, đúng không? Đương nhiên đơn vị của công bây giờ là joule, đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta đã kết thúc một số cái phần bài tập ở đây, đúng không nhỉ? Trong phần kiến thức chúng ta thì sẽ còn thêm phần pin và phần ắc quy, đúng không nhỉ? Tuy nhiên đây là những phần kiến thức tìm hiểu thêm thì các bạn có thể tự đọc giáo trình của mình, giáo khoa của mình, đúng không nhỉ? Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.